thiết kế điện thoại có thể gặp lại bỏ túi Huawei P50 được giới thiệu trước khi ra mắt ngày 23 tháng 12. Sẽ có màn hình phụ Huawei P50 Pocket sẽ ra mắt vào ngày 23 tháng 12 lúc 8 giờ 30 sáng theo giờ CET, 1 giờ chiều East. Huawei P50 Pocket sẽ phát hành tại Trung Quốc vào thứ Năm. Các đoạn teaser mới từ gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc cho thấy thiết kế và các tùy chọn màu sắc của điện thoại thông minh có thể gặp lại. Hình ảnh teaser của Huawei P50 Pocket cho thấy nó sẽ có thiết lập 3 camera phía sau với đèn flash LED. Thiết kế của module máy ảnh tương tự như dòng Huawei P50 nhưng một trong các vòng tròn được hiển thị để chứa màn hình phụ. Một báo cáo trước đó đề cập rằng Huawei P50 Pocket có thể được cung cấp bởi Kirin 9000 hoặc Snapdragon 888 SoC. Thông qua một vài bài đăng trên Weibo, Huawei một lần nữa hé lộ về chiếc điện thoại thông minh có thể gặp lại sắp tới của mình, Huawei P50 Pocket. Điện thoại thông minh có thể gặp lại sẽ ra mắt vào ngày 23 tháng 12 lúc 8 giờ 30 sáng theo giờ CET, 1 giờ chiều East. Các đoạn teaser cho thấy thiết kế có chủ đích và các tùy chọn màu sắc của Huawei P50 Pocket. Một trong những hình ảnh teaser cho thấy Huawei P50 Pocket có tùy chọn màu vàng với khung vàng có hoa văn nổi phần nào mô phỏng lại thiết kế của một chiếc lá. Hình ảnh cũng cho thấy điện thoại thông minh sắp tới sẽ có màn hình tròn phủ. Điều này sẽ được đặt bên cạnh module máy ảnh cũng được đặt trong một module hình tròn. Thiết kế của module máy ảnh và màn hình tương tự như thiết kế module máy ảnh của dòng Huawei P50. Phần còn lại của hình ảnh teaser được Huawei chia sẻ cho thấy điện thoại thông minh có tùy chọn màu trắng với khung màu bạc và hoa văn kim cương. Những hình ảnh teaser này chỉ cho thấy một phần chiếc điện thoại thông minh có thể gặp lại. Tuy nhiên, một trong những hình ảnh cho thấy Huawei P50 Pocket sẽ có nút nguồn với máy quét dấu vân tay nhúng và nút chỉnh âm lượng ở cột sống bên phải. Hình ảnh tương tự cũng đề cập đến các từ đồng chí và nó đang được suy đoán là biệt danh tiếp thị của tùy chọn màu trắng cho điện thoại thông minh. Một trong những hình ảnh cho thấy điện thoại thông minh sẽ có khay SIM ở cột sống bên trái. Huawei P50 Pocket cũng được tạp chí thời trang Harper's Bazaar đăng tải trên Weibo. Bài đăng cho thấy điện thoại thông minh sắp ra mắt từ nhiều góc độ khác nhau, cung cấp một bức tranh rõ ràng về vỏ ngoài của điện thoại thông minh có thể gặp lại được sẽ trông như thế nào. Huawei P50 Pocket có tùy chọn màu vàng và một trong những hình ảnh cho thấy điện thoại thông minh sẽ có cổng USB Type-C và hai lưới loa ở phía dưới. Jack cắm tai nghe 3,5mm không xuất hiện trong các hình ảnh tiếp thị và có lẽ sẽ không có trên điện thoại thông minh có thể gặp lại mới. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!